Chị này, quán gì? Qua đây. Đồ quán chứ nào. Cái này là cái hồ bơi. Cái khoảng sân thượng nhà em nó cũng khá là rộng á, cho nên là để cái hồ bơi này ở đây á, cho Gin nó bơi với lại kêu mấy đứa nhỏ nó qua chơi cho nó vui. Gin có vẻ thích thú lắm nè, miệng thì ngậm kéo mút á, tay thì cầm súng nước, sẵn sàng chiến đấu rồi đó. Bơi cả nhà nhìn nè, để vô đây, để vô cái thảm này cho nó khỏi bị lỡ ở dưới có cái sỏi gì đó. Thích quá ta. Lập cho ông Kinh ống bơi ở trong này luôn. Ủa 2 mét mà sao thấy trên hình nó bự, sao về nhà thấy nó cũng hơi không bự lắm nha. Thôi kệ đi, không sao đâu. Trước tiên là gửi lời cảm ơn tới cô Bảo Yến nha. Cảm ơn cô rất là nhiều, cái món quà này á, Vinh nhà con rất là thích luôn. Lúc đầu em không có nghĩ đến luôn đó cả nhà. Cô ấy cố gợi ý cho em xong cái rồi cô mua gửi tặng Vinh luôn. Mùa này á, nhà con nít á, mua cái phao vậy nè cho nó bơi á, mình đỡ phải đi đâu xa xôi hết trơn á, ở nhà cũng có thể vui chơi được. Con Vinh nè, múa ba lê chổng. Chưa bơm nước, đợi xíu bơm nước rủ đậu đậu qua chơi. Vinh ôm theo cái phao luôn. Đi sang nhà đậu đậu rủ đậu đậu sang chơi. Xong. Rủ đậu sang bơi nha.
Phải cơ mà sofa sang cân qua lại cân quản lý vũ dụng hả? Có bạn nó cứ khân cân quản lý vũ dụng cho tôi lấy chìa khóa chìa khóa như vậy đúng không? Phan 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 ra liền cái thao thao mang lượng quản cho sướng là nó có dấu 2 mì thăm mình 2 quán chân hậu là thiên rưa à bữa trưa căng sư là muốn căng sư phan là chưa ba quán chi sư cháu tôi rồi tôi tay được cơ là chưa yếu yếu tốt nó có khu tử nó có chơi ăn đó sẵn tôi rồi nhưng mà dạo ra rồi khai xin xử lần nhỉ quay mà chán điểm ra hả chán ra Why do you look like a girl? You can wear a shirt. You can wear a shirt. No, 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 进去，走。你看我啊，游泳，这裤子吗？还是衣服？没事，穿一套。睡衣。啊啊啊！睡衣套，凉衬，全衬的。凉衬。热水吗？你不敢弄冷水，一弄冷水就放下边了。那怎么弄？啊？那怎么倒热水？这冷水可不中。热水放冷水。这么热呀？好，这样吧，进去。行。开箱了吧？应该要热水壶的吧？嗯，应该拿回去。不烫，坐家刷吧。他们吵，我们凉了。哈哈哈哈我忘记啊，我想着把那个管子接倒着就行了，忘记。Lúc đầu bơm cái hồ bơi này lên á, trong đầu cứ nghĩ là chút xíu lấy cái vòi nước mà hay tưới hoa á, bơm vô là được rồi. Ai ngờ đâu á, quên mất là ở đây là mình đang ở Trung Quốc chứ đâu phải ở Việt Nam đâu mà xả nước lạnh được. Ở bên này á, lúc nào mùa nào cũng phải xài nước ấm hết trơn á. Mùa lạnh á thì rất là lạnh luôn, còn mùa nóng á thì nóng quá, nếu mà xài nước lạnh quá thì cũng dễ bị ốm lắm cả nhà. Nên là ở bên này á, người dân người ta mùa nóng hay mùa lạnh á, người ta cũng toàn uống nước ấm nhiều. Với lại á là người ta sẽ tắm bằng nước ấm không à, chứ không có ai tắm nước lạnh hết trơn á. Hồi ở Việt Nam á, ngày nào cũng tắm nước lạnh á, nhưng mà khi qua Trung Quốc rồi á thì ngày nào cũng tắm nước ấm, kể cả mùa đông lẫn mùa hè. Giờ mà xịt nước lạnh lên người là đúng chịu không có nổi luôn á cả nhà. Mà nước ấm á thì không có nối ra ngoài, chỉ có nước lạnh ở ngoài để tưới hoa thôi à. Nên là em với bà nội Đậu Đậu á phải bưng từng thau nước ấm ở trong nhà tắm ra nè. Nhìn thấy thì 2 mét thì có vẻ cũng không có to lắm, nhưng mà tính ra 4-5 đứa con nít chui vô vừa luôn đó cả nhà. Ở nhà mình nó có cái bồn vậy á, lâu lâu cho tụi nó tụ tập chơi bữa cũng vui. Sau này có khi nhà em lại là trung tâm của mấy đứa con nít quá. Em với bà nội Đậu Đậu á chiết từng thau nước ra đổ tụi nó mà tao nói mệt dữ lắm luôn á, nhưng mà thấy tụi nó cười vui giỡn vậy á, mình cũng thấy vui. Khai trương bữa khai trương. Quán chi? Quán chi? Khai trương bữa khai trương. Khoái lắm. Cười mà. Có mấy giá là. Hello.
có chỗ cho tụi nó chơi cũng vui đó nha. Trời, trên suốt rồi à. Còn mấy đứa nhỏ nó pha, nó ngâm nước nè. Cái này em đổ nước nóng ở cả nhà chứ không có dám đổ nước lạnh đâu. Ngâm ấm, ấm ấm. Sợ nó ngâm nước lâu nó bị cảm. Khai xương một khai xương. Khai xương cho đi. Khai xương. Khai xương. Ờ khai xương. Khai xương. Chơi hơn tiếng là nước lạnh rồi. Cũng vậy thôi. Xì lái. Quán đi xì lái vào. Xì treo khờ phí. Quán đi hay xả xì treo. Thái lẫn là lẫn là phế lẫn là chị lái ba cô là cải thiện mang tên quả à anh bây giờ chị lái nhìn khác cả quán thái mỹ là tôi bây giờ chịu cho mấy đứa nhỏ về rồi thả nước rồi đó. Nhìn Ginh nó nhảy kìa, nhảy trong nước mà y chang như con ếch gặp mưa vậy đó. Mừng còn hơn là cái gì nữa. Trời ơi, ta nói bạn bè gì hết trơn rồi đó mà không chịu ra này cả nhà. Tính ra là từ lúc về Trung Quốc đến giờ, đây là lần đầu tiên em cho nó bơi với lại cho nó nghịch nước như vậy luôn á. Chơi đã quá mà, cho nên là đâu có chịu ra đâu. Nên giờ em chỉ còn cách là xả hết nước thôi chứ. Hết nước là hết nhảy chứ gì. Thử xả hết nước coi nhảy bằng gì nữa. Một lần nữa thì con gửi lời cảm ơn tới cô Bảo Yến ở Vĩnh Long. Cô đã gửi món quà rất là ý nghĩa và Ginh rất là thích luôn á cô. Cũng gửi lời cảm ơn tới ông bà, cô chú, anh chị trong thời gian qua đã luôn yêu mến và ủng hộ em. Cảm ơn cả nhà. Video hôm nay của em đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video ngày mai nhé. Bye bye.